Công an thành phố vừa ban hành hướng dẫn số 2323 ngày 5 tháng 9 năm 2021 về việc thực hiện quy định 2905 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, Công an thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố, thành lập điều chỉnh các chốt kiểm soát dịch nội thành và duy trì hoạt động của các tổ tuần tra. Đặc biệt, hướng dẫn cũng đã nêu rõ 5 điều kiện cần thiết đối với người dân ra đường, như phải có giấy đi đường QR code có giá trị không quá 7 ngày, kèm theo giấy tờ tùy thân, thực hiện nghiêm quy định 5K, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, di chuyển theo nguyên tắc một cung đường, hai điểm đi đến và ngược lại. Cùng với đó là 11 trường hợp được ra đường không cần có giấy đi đường, như những người đi chợ truyền thống đối với vùng xanh sử dụng giấy đi chợ QR code, đi khám chữa bệnh định kỳ tại các cơ sở y tế có sổ khám chữa bệnh hoặc phiếu hẹn, giấy mời tiên dán đi xét nghiệm SARS-CoV-2, đi tiêm chủng COVID-19 của cơ quan thẩm quyền, giấy mời của cơ quan có thẩm quyền triệu tập, vé máy bay hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay đi nước ngoài, đi cấp cứu chuyển viện, tham gia đoàn xe ô tô đưa tang về nơi an táng, hỏa táng, tham gia các hoạt động khẩn cấp như phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hoạt động tang lễ và dịch vụ tang lễ, hoạt động tập thể dục đi bộ ngoài trời và tham gia các hình thức thể dục khác tại nơi công cộng trong phạm vi vùng xanh, khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác. Lực lượng công an, quân đội, mặc trang phục ngành hoặc xuất trình thẻ ngành công an, quân đội hoặc giấy xác nhận của đơn vị quản lý. Hướng dẫn cũng đã quy định cụ thể việc kiểm soát đối với các phương tiện luồng xanh tại các chốt liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các chốt nội thành Đà Nẵng.